Hai vợ chồng được sống gần gũi nhau, được chăm sóc, được nương tựa, chia sẻ, ăn ủi động viên nhau thì đó là một cái hạnh phúc. Và việc chăm sóc, quan tâm cho chồng thì Nhung thấy không có gì là xấu hổ, không có gì là gọi là quá lố hết trơn cô bác anh chị. Hello, Nhung chào buổi sáng tất cả cô bác anh chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Phám Ly Cuộc Sống Hoa Kỳ. Sáng sớm hôm nay ra vườn cắt rau tí tô cô bác anh chị ơi. Giờ cho anh xã Nhung nấu nước uống. Hôm nay đậu xanh nè cô bác anh chị, chín rồi nè, sẵn Nhung hái vô luôn, quá trời trái luôn nè, thấy thương ghê luôn chưa. Bữa giờ không có mưa gió mà công nhận trồng cái bụi này không phải là trồng tự mọc cô bác anh chị, đúng là tự mọc tự lên, không có tưới thuốc tưới phân gì hết trơn. Mà hôm nay hái vô để rang lên nấu nước cho xã Nhung uống. Hái hết này cũng nhiều lắm đó chứ, mà đậu xanh này á nó còn ướt cô bác anh chị khó tách lắm. Giống như nó dẻo dẻo buổi sáng khó tách, mình muốn tách cho dễ á là mình phơi ha, phơi cho nó khô lên nó giòn. Sáng sớm hôm nay gió trời đẹp trời quá, Nhung tranh thủ buổi sáng ra làm tại vì cho nó mát á cô bác anh chị, lỡ rồi trưa chút là nắng nóng lắm. Ô cũng nhiều ghê chứ, bên đây cũng có nè. Đậu này mình hái mình sẽ xay xay nè, nó dễ hái hơn. Ông xã Nhung anh bệnh á, cái bây giờ ai chỉ cái gì Nhung cũng làm hết trơn á. Có người chỉ đâm giả tỏi ra, cái bỏ chút xíu rượu rượu gạo vô, vừa ngâm chân vừa uống. Rồi có người chỉ ngâm nấu nước lá tí tô uống, có người chỉ đâm giả lá gì, lá mơ. Nói chung là cô bác anh chị nào chỉ Nhung cũng mừng hết trơn á. Ai giống như người ta cũng có kinh nghiệm ta chia sẻ đó, thì mình thấy giống như kiểu chắc là có hiệu quả thì cứ áp dụng thôi. Với lại thường những cái mẹo của cô bán chị, những cái thuốc nam á là không phải ai cũng hết đâu ha, không phải ai cũng hạp đâu, nên là bây giờ mình cứ áp dụng đi, cái nào nó hết thì nó hết. Chứ bây giờ để mà gút đâu cô bán chị đau nhức lắm, chịu không nổi. Nhung từ hồi đó tới bây giờ nghe nói bệnh gút chứ lần đầu tiên Nhung thấy mà kiểu mà đau nhức vậy đó cô bán chị. Thấy anh xã Nhung ha, cô bán chị biết sức đàn ông của ảnh, mà ảnh đau một cái ha, ảnh rên mà ảnh đi ảnh nhất mà ảnh ôm cái chân mà mình không biết làm sao để tiếp ảnh, cái kiểu đau của cô bác anh chị mà nhức dữ lắm luôn. Ảnh nói hả, mức đau từ số 1 tới số 10 á là ảnh đau khoảng 9, 9 rưỡi rồi đó cô bác anh chị, đau vậy đó chứ không phải đau vừa đâu, đau mà kiểu giống như quằn quại luôn. Ảnh nói đau dữ lắm, đau ghê hồn á, nhiều ghê chứ. Nhiêu đây, nhiêu đậu đây là mình có thể rang lên nấu được rồi nè, là đậu sạch luôn nè cô bác anh chị, đậu sạch, đậu tự mọc tự lên rồi tự sống tự có trái luôn, không có nhưng không có chăm sóc, không có tưới nước một ngày nào hết trơn luôn, từ lúc mọc lên tới giờ không tưới nước ngày nào hết trơn. Tại vì cái ống dây kéo đây khó anh xã, nhưng mà anh không có làm ống dây hồi này á. Với lại sẵn đây có bụi ớt nè, mà bụi ớt để gần bụi đậu nó cũng không có tốt đâu. Trời ơi, ở đây nó cũng bắt đầu có bông nè, có bông rồi nè, chuẩn bị có trái rồi. Nhưng định bứng ra sao trồng gần cái ớt kia, cần cây trúc kia đang mình dễ tiện tưới nước chăm sóc á. Nhưng mà không biết bứng ra ngoài xong mà nó có sống không đây. Mà kệ bứng đại đi chứ để đây cũng không có tưới nước nó cũng không tốt cô bác anh chị. Mà giờ đang có bông nè. Mà kệ bứng ra làm sao, gần cái kia mình tưới nước chăm sóc luôn. Để Nhung bứng thì sẵn có cái thau Nhung đem làm sao luôn. Hôm bữa giờ để đây là giống như nó cũng có phân chim á cô bác anh chị. Kệ mình bứng luôn một chòm đất bự bự nè. Đem làm sao đi, hy vọng là nó tốt. Tại ra sao mình có gần cái giò nước mình xịt mình tưới nó dễ hơn. Kệ để bưng nguyên cái này làm sao đi. Nhung bưng cái chậu để trồng ớt, trồng vô chậu bự rồi luôn cho nó tốt. Tại vì cây ớt mình trồng có đất nó mới tốt cô bác anh chị. Nhung muốn bỏ một ít phần đất xuống đó. Rồi bây giờ thả cái ớt vô. Ớt này ở ngoài bản thân nó, ở ngoài nó trồng ở ngoài trước á, nó đã bị ẹo, nó bị nghiêng rồi, nên giờ cái thân hình nó đã như vậy rồi, bây giờ mình trồng lên cũng hơi khó ha. Nhưng mà thôi kệ, vô chậu đi, mình uống từ từ, mình sẽ uống thân nó từ từ. Cái này phân rồi đất trộn luôn, tại vì cái cây này mình trồng phải có kiểu giống như có đất cô bác anh chị, chứ trồng cây mà phân cái kiểu
phân mua ở chợ không là không bao giờ tốt. Nhung trộn lộn xộn hai thứ đây nè, có đám rau này tốt nè, rau này rau dền nè cô bác anh chị. Công nhận rau dền tốt dễ sợ luôn, ý là không có mưa đó, ngay mấy bữa nay không có mưa mà tốt quá chừng luôn nè. Công nhận cái mùi vàng lá thú địch nhà Nhung nè, hay còn gọi lá mơ nè, quá chừng rồi cô bác anh chị ơi, nhiều quá nhiều luôn à. Bò lên vàng giống như là bầu mướp luôn á chàng. Ý là mấy năm trước xuống nhà bác Xu xin có một hai gốc đó nha, mà bỏ xuống đây dở lên quá chừng lên luôn à. Mà nhờ có lên vậy bây giờ mới có làm thuốc nè cô bác anh chị. Mình sẽ hái mấy cái lá già già này đi nè, hái mấy cái lá già này để cho mấy lá non mốt lên nữa, chắc nghĩ lá già nó mới có nhiều tinh chất ha cô bác anh chị ha. Mình cũng không biết đúng hay không nữa, nghe bác kia chỉ là hái nắm lá vậy đó, rồi cái bắt đầu rửa sạch đâm giả ra, bỏ vô chút xíu muối lấy nước uống. Còn cái xác Nhung sẽ bó vô cái chân của anh xã Nhung luôn cho mau xẹp đó, với lại mau hết nữa. Giờ thì nói chung là ở Mỹ cô bác anh chị mình mua thuốc thang này, đi bác sĩ này kia rất là cực, rất là khó luôn. Mà ở Mỹ hầu như thuốc người ta cho mình á là kiểu giống như giảm đau, cắt cơn thôi, chứ còn hết là chắc nghỉ không có lâu lắm cô bác anh chị. Nên là bây giờ cô bác anh chị nào mà có cách để chữa bệnh gút đó, giống như những bài thuốc nam này kia nọ thì cứ chia sẻ đi, nếu mà Nhung cái khả năng Nhung làm được thì mình tìm được có những cái nguyên liệu vật liệu đó thì sẽ làm. Chứ cái cảnh mà thấy anh xã Nhung anh đau nhất đó cô bác anh chị, rồi cộng thêm nha giống như kiểu sưng đi tới luôn không được, bất tiện này kia đủ thứ hết trơn, thấy tội nghiệp lắm. Quá trời lá bự rồi, trên đây lá bự bự không à, lá bự ra chưa, thôi được rồi, nhiêu được rồi. Ồ nó bò cả tới ngoài này nè, đục nó vô mới được. Giờ Nhung sẽ vào nhà chuẩn bị ăn sáng cho anh xã Nhung, cho anh uống thuốc, rồi sau đó Nhung sẽ đâm mấy cái lá cây nấu nước này kia nọ cho anh uống. Thì giờ cứ áp dụng thôi, phước chủ mời thầy, biết đâu trúng thuốc lại hết rồi sao. Bây giờ mời cô bán chị mình vào trong nhà nha. Cũng có người chỉ Nhung luộc rau cải nè cô bán chị, cải ba xanh ăn xong rồi lấy nước uống luôn. Nhung cũng làm luôn đây nè, đang nấu luôn đó. Bên này thì nồi nước lá tía tô mới cắt hồi nãy vô, mà lúc nãy cắt quên quay phim cô bác anh chị, lo nói chuyện lo hái đậu nên quên đó. Giờ thì Nhung cũng rửa sạch rồi bắt lên bếp nấu luôn. Thì một nắm này là Nhung nấu 2 lít nước uống trong ngày đó cô bác anh chị, ai chỉ gì làm đó. Nói chung Nhung cũng nghe nói nhiều về cái nước lá tía tô này rồi, uống cũng mát thanh lọc giải nhiệt vậy đó. Thôi thì nấu đây sẵn hai chồng Nhung uống luôn. Khi mà có người thân bệnh cô bác anh chị, ai chỉ gì mình làm đó. Giờ thì Nhung nấu nước lá tía tô nè, rồi đâm giả lá mơ, rồi đâm giả tỏi ra nữa để ngâm với rượu gạo, rồi ngâm gừng này kia đó. Nói chung là mấy anh chị lên đây chia sẻ thì chắc chắn là mấy anh chị đã có kinh nghiệm rồi, đã kiểu giống như là đã áp dụng rồi hiệu quả đó, thì mấy anh chị mới chia sẻ, chứ còn không biết thì chắc người ta cũng không có dám chia sẻ đâu. Thì mà Nhung thấy đọc rất là nhiều bình luận thì Nhung thấy nhiều cô bác anh chị chia sẻ là nên nấu nước lá tía tô cho uống hàng ngày sẽ tốt. Thì bây giờ Nhung cũng đang nấu nước tía tô mà Nhung uống, anh xã Nhung cũng uống luôn. Với lại từ bữa giờ lúc mà anh xã Nhung bệnh tới giờ là hai chồng Nhung uống nước ấm, nước chín không cô bác anh chị, có nghĩa là nước nấu sôi lên rồi mình giống như có khi thì pha chút xíu trà cho thơm thơm, rồi có khi thì uống không vậy đó. Nói chung là hồi lúc mà bị Covid á thì hai chồng Nhung là uống xả chanh gừng, rồi sau mà hết Covid thì cứ uống nước nóng tới bây giờ luôn. Giờ Nhung cũng đang chuẩn bị rang đậu đen để nấu nước uống hàng ngày luôn cô bác anh chị. Tại vì đậu đen vừa giảm cân mà vừa tốt cho sức khỏe nữa. Cái nồi nước lá tía tô sôi ngùn ngút rồi đây. Nhung sẽ để đây chút xíu cho nó ra ha. Nó ra hết cái chất ở trong cái lá tía tô nữa. Cái Nhung để nguội lại, tắt lửa để nguội chút xíu. Nhung sẽ rót ra bình cho anh xã Nhung anh uống ở nhà nguyên ngày đó. Bây giờ tới tiết mục đâm giả lá mơ. Lá mơ thì Nhung mà hái vô rửa sạch rồi nè cô bác anh chị. Đó. Đây, hái rửa sạch Nhung cắt nhỏ nhỏ như thế này ha. Mình đâm cho nhanh á. Ai chỉ gì làm đó cô bác anh chị. Nói chung là cô bác anh chị nào mà đã có gia đình người bị gút mà trị như thế nào, có mẹo gì mà hết đau giảm đau thì cô bác anh chị mình chia sẻ, Nhung sẽ áp dụng cho anh xã Nhung đến hết, chứ đau thấy chịu không nổi cô bác anh chị ơi. Sau một hồi đâm giả dùng hết công lực để dắt lấy nước thì được nhiều nước rồi nè cô bác anh chị. Chắc một nắm đầy rau lá mơ đó thì dắt được nhiều nước đây.
Giờ Nhung sẽ cho anh xã Nhung mình uống nha. Để nghe bữa nghe bác kia nói là uống trong 3 ngày sẽ hết. Hôm nay thì để cho anh xã Nhung uống thử như thế nào. Nếu mà hết thì Nhung sẽ chia sẻ cách làm này đến cho tất cả cô bác anh chị. Nhà ai có bệnh gút á thì mình áp dụng thử có hết không. Nhiều khi thuốc nam cô bác anh chị cũng có người hợp cái này, người hợp cái kia ha. Thì ai chỉ gì thì Nhung thử cái đó hết để cho anh xã Nhung uống mau hết á. Bữa nay cò cò luôn rồi. Nay thì cái chân cũng đã đỡ sưng được một chút. Nhung sẽ lau chùi cái chỗ sưng này ha. Tại có một anh chỉ Nhung á, là dùng alcohol á. À, cái loại mà làm trong tiệm nail về mình lau chùi cái vết sưng này thường xuyên á, thì nó cũng sẽ làm dịu, nó không có nóng, nó không có sưng nữa đó. Ai chỉ gì mình làm đó. Mà mình thấy cũng vệ sinh, cũng sạch sẽ nữa. Nhung sẽ sử dụng mấy cái bông tẩy trang này nè. Nhung bỏ alcohol đây rồi mình lau chùi lên thôi. Nhìn thấy cái chân của anh xã Nhung sưng mà Nhung cũng nhát tay nữa cô bác anh chị. Chà cũng chà nhẹ nhẹ chứ cũng không dám chà mạnh sợ đau á. Giống như kiểu sưng bóng nè. Cô bác anh chị nhìn thấy giống như bị ong chích nhìn ghê chưa. Nó cứ lau nhẹ nhẹ từ từ xung quanh ngay chỗ cái phần mà đỏ đỏ này nè. Để cho nó giảm sưng với nó cho sạch vùng này luôn. Nó không có bị nóng á. Đó là cách mà Nhung đọc được trên comment của một số khán giả chia sẻ cho Nhung á. Thì Nhung thấy cũng hay và cũng có ý nghĩa nên thôi cứ áp dụng cứ làm đi. Nói chung ai chỉ gì Nhung cũng làm hết trơn á. Tại vì khi người ta chia sẻ là người ta cũng đã có kinh nghiệm rồi. Hôm nay thì nhìn cũng thấy đỡ sưng hơn hôm qua nhiều đó cô bác anh chị. Hy vọng là 1-2 ngày nữa uống những cái nước lá này nó sẽ xẹp xuống ha. Và anh xã Nhung anh không còn đau nữa. Để đi làm với là đi tới đi lui này kia chứ không thôi anh đi chống nạn chống tối hay tội nghiệp quá. Hôm nay là cảm thấy đỡ xẹp hơn mỗi khi. Xẹp hơn. Nhưng mà nó vẫn còn đỏ, vẫn còn đi vẫn còn đau. Anh xã Nhung nói đi vẫn còn đau nhưng bình thường thì không đau hả anh? Để gì đau không? Bình thường thì nó đau mà nó đau nhẹ thôi. Ừ, bình thường thì nhói đau nhẹ nhẹ. Mấy bữa trước bình thường để nó cũng giật cũng nhức nữa cô bác anh chị. Bữa nay là giống bình thường đó. Quắt mắt con cái được không? Quắt nó nhức nó đau. Nhưng mà nó cũng đau mà đỡ hơn rồi chứ. Ừ, thì quắt từ từ nó đỡ từ từ. Hy vọng là uống thuốc, uống nước lá này. Cái này này nó đâu có nhức nhức. Ừ. Ok, từ từ. Giờ đến tiết mục đâm giả tỏi ra nè. Để ngâm rượu đó. Rồi bên cạnh đó thì Nhung cũng cho anh xã Nhung ngâm chân luôn. Ngâm chân thì như thế này sẽ giúp giảm sưng, giảm đau đó cô bác anh chị. Và kháng viêm, kháng khuẩn nữa. Và Nhung thấy cũng rất là hay. Nước lá tía tô sau khi nấu xong để nguội. Muốn dễ uống thì cô bác anh chị mình nên cho chút xíu chanh á. Nhung thì Nhung thấy nếu mà để cái mùi không rất là nồng khó uống. Nhung cho chút xíu chanh nha, Nhung thấy dễ uống hơn. Mà cô bác anh chị mình nhớ để nước nguội ấm ấm rồi mình hãy nặn chanh vô ha. Chứ mình nặn chanh trong lúc nóng thì cái tinh dầu của cái vỏ chanh nó sẽ làm cho cái nước này nó hơi bị nhẫn nhẫn, đắng đắng, khó uống á. Giờ Nhung sẽ để nguội và rót ra từng bình nhỏ để dành hai chồng uống ngày nay. Anh xã Nhung là sẽ uống nhiều hơn để cho nó kiểu thanh lọc cơ thể, mát gan, giải độc ở bên trong đó cô bác anh chị. Sẽ giúp loại bỏ đi bệnh gút ha. Ngoài uống thuốc ra thì chế độ ăn uống của ông xã Nhung cũng thay đổi luôn cô bác anh chị. Bắt đầu từ hôm nay sẽ ăn cá, ăn nhiều rau củ và uống nước rau luộc, rau canh ha. Để đảm bảo sức khỏe, tại vì mình kiêng cữ thì cái bệnh gút mới hết. Đây là kết quả sau 2 ngày uống lá rau mơ đâm giả nhuyễn ra. Thuốc này chị. Cộng thêm thuốc, nói chung là uống thuốc của bác sĩ cho rồi cộng thêm uống cái lá rau mơ, lá thuốc địch của cô bác anh chị đâm giả nhuyễn ra đó. Hôm bữa có bác kia chỉ là uống mà cô bác anh chị thấy mới có 2 lần thôi, 2 ngày. Tại vì ngày uống con lần à. Mình cái chân nó giống như nó xẹp rõ luôn cô bác anh chị. Bữa trước thì cái chân mình nó nhăn nheo, cái chân bên đây căng bóng ha. Hôm nay thì nó xẹp rồi nhưng mà nó vẫn còn u này ra. Nó u này chắc cái này nó u luôn chứ nó không có xẹp quá. Tại vì thường thường khi mà bị gút á, Nhung thấy nó bị lồi cái cục xương nó ra. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì anh xã Nhung không còn thấy đau nữa. Trừ khi đi thôi, đi mới đau. Mà xui cái tự nhiên hồi hôm qua, hồi tối qua đi nè. Đi vệ sinh sao mà rớt cái không thấy đường á. Để rớt cái điện thoại nè, cô bác anh chị lên trúng ngay chân chỗ này luôn. Nó hơi bị sưng sưng nữa nè. Hơi rồi hả? Hơi hả? Hơi hơi. Hồi ơi... Bữa nay là nay nữa là nghỉ là 3 tuần rồi đó cô bác anh chị. Anh xã Nhung được à. Nè cái ngón cái em ngon nghe được à. Đó à, thì từ từ nó ảnh nó bữa nay nhúc nhích ngon nghe được rồi nè.
À, ngón chân cái lúc lắc được thôi. Mấy bữa trước nó sưng nó cứng mà kiểu mà không nhúc nhích được mà nhích là đau. Bữa nay nhích đau chỗ đó không? đau Đau ít phải không? Để kệ đau từ ít từ. còn ấy được. Thì hôm nay Nhung cũng tiếp tục đâm giả lá rau mơ để cho anh uống á. Đây là thành quả để chia sẻ đến cô bác anh chị nào mà có bị gút thì có thể thử đó nha. Nhung cũng cho anh xã Nhung uống đủ thứ lùm la trơn, ai chỉ gì cũng uống hết trơn. Giả tỏi ra rồi ngâm với rượu rồi ngâm chân rồi uống, nói chung là làm bố lô xua ai chỉ gì cũng làm hết cô bác anh chị. Và đây là thành quả ngày hôm nay nè, thì Nhung nghĩ là chắc ảnh ổn rồi. Nó vẫn còn sưng nhưng mà nó xẹp xuống bớt rồi, bữa trước này nó căng bóng, hôm nay nó có lỗ hổm ở đây nè. Rồi hy vọng là từ từ nó sẽ hết. Ừ, nghĩ thì chắc nó lòi luôn quá. Nó cái đó là cái lòi cái xương ra luôn rồi. Công nhận gút nó lợi hại lắm cô bác chị ơi, đau nhức chịu không nổi luôn. Không còn được. Giò cẳng thẹo dít không nè. Này là thẹo làm nhà bữa giờ nè. Này là thẹo làm nhà nè. Hôm nay là ngày thứ ba, tiếp tục ra vườn hái lá rau mơ để cho anh xã Nhung mình uống. Bữa giờ anh xã Nhung bị gút đó cô bác anh chị, và có rất là nhiều cô bác anh chị chỉ là đâm giả lá rau mơ này ra lấy nước uống. Thì Nhung mới cho anh uống 2 ngày rồi, kết quả thần kỳ luôn cô bác anh chị. Kết hợp thêm là nhiều thuốc, nói chung là ngoài uống lá rau mơ này thì anh xã Nhung kết hợp thêm là uống thuốc, rồi cũng uống lá tía tô nấu nè, cũng uống thêm, nói chung là ai chỉ gì Nhung cũng làm hết á. Thì không biết là cái nào là đã có tác dụng ha, nhưng mà nguyên cái vàng lá rau mơ nhà Nhung nè, cô bác anh chị thấy nó bò lên vàng giống như kiểu là khổ qua bầu mướp bò lên vàng á. Nói chung cái cây này là rất là dễ trồng, không có tưới nước tưới gì hết cô bác anh chị. Hồi trước Nhung xin với nhà bác xui chỉ là một cái gốc giống như là một cái dây thôi, rồi cái Nhung đem về Nhung thả đây chôn chôn giống như kiểu là mình trồng khoai lang ấy cô bác anh chị, thả cái dây dài theo mặt đất ấy, lấy đất úp úp lại á. Vậy mà nó lên hôm nay cô bác anh chị thấy nó bò lên vàng quá trời tốt luôn. Thì nói chung ha, nếu mà cô bác anh chị nào mình có điều kiện thì mình nên trồng một vài cây trong vườn trong nhà để khi cần mình có thể sử dụng ha. Lá rau mơ này thì ngoài việc chế biến món ăn ra thì có công dụng là chữa bệnh gút và bệnh trĩ. Nếu mà cô bác anh chị nào mà có gia đình có người bị gì thì nên làm thử ha, để coi cái hiệu quả như thế nào. Còn bản thân Nhung thì Nhung thấy có hiệu quả với anh xã Nhung đó. Giờ tiếp tục hái thôi để vô giả cho anh uống thêm lần thứ ba. Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Nói chung cái gì mình tin là ắt sẽ được ha. Phước chủ mai thầy. Hôm bữa giờ anh xã Nhung anh bệnh á, thì ai chỉ gì Nhung cũng làm hết, nói chung là giấy tứ phương. Trong cái khả năng của mình làm được thì mình cứ làm. Với lại nhiều cô bác anh chị hỏi ở Mỹ mà sao có được lá mơ, thì đây là cái lá mơ này Nhung xin ở dưới nhà bác Xu Nhung á, mấy năm trước rồi. Chỉ là một cái dây cái gốc rễ thôi, cái giờ Nhung cái thả xuống đất cô bác anh chị. Ấm đất lên xong vậy mà nó sống. Tới bây giờ nó bò lên vàng luôn, không có cần phải tưới nước gì hết. Cái này là rất là dễ, giống như cây mộc quang cô bác anh chị. Nhưng thấy rất là dễ trồng. Với lại nhiều khi trong nhà trong cửa mình trồng những cái mà kiểu giống như dược liệu làm thuốc thì nó cũng hay ha. Giống như ngoài chế biến món ăn ra thì cũng có thể mình sử dụng để làm thuốc thì Nhung thấy khá là hay luôn. Nhà có hai vợ chồng à, bệnh thì cũng khá là rầu luôn cô bác anh chị. Anh xã Nhung ảnh ngủ không được thì Nhung cũng đâu ngủ được đâu. Với lại nhiều khi ảnh đi vô đi ra nó chân anh đau mấy bên nay anh cũng khó đi đi đứng này kia cũng khó. Mặc dù có hai cây nạng rồi nhưng mà Nhung cũng phải để ý coi ảnh đi có bị gì không, có cần giúp đỡ gì không đó. Hai vợ chồng tự nương tựa nhau, tự chăm sóc nhau mà sống thôi chứ không có người thân ở đây. Nên là nhiều cô bác anh chị xem video nói là anh xã Nhung mới lớn rồi, đâu phải con nít nữa đâu mà Nhung phải chăm sóc từng chút và phải canh phải lo thế này thế kia. Thì nói chung là mỗi người mỗi tính cô bác anh chị. Cái tánh Nhung hồi nào tới giờ cũng quen rồi, kiểu giống như là ông xã Nhung bị cái gì bất cứ đi đâu cái gì đó thì hai chồng cũng phải lo lắng ấy. Nhung làm cái gì anh xã cũng lo, thì anh xã Nhung bệnh hay làm cái gì Nhung cũng lo. Nói chung là vợ chồng mình yêu thương nhau thì mình lo lắng cho nhau, thì Nhung thấy cái đó là bình thường thôi. Nhiều cô bác anh chị nói Nhung ở làm lố làm quá thì Nhung cũng xin phép cô bác anh chị mình thông cảm nha. Đó là cái bản tính của Nhung hồi nào tới giờ rồi, chứ không phải mà Nhung lên trên video mà Nhung lo Nhung chăm sóc vậy còn ở ngoài bỏ bê này kia là không có. Nhung sống hồi nào giờ thì nói chung là những người mà anh chị em bên chồng Nhung hoặc là bên Nhung, nói chung là bạn bè ai cũng đều biết cái tính Nhung vậy hết, chứ không phải là Nhung lên video rồi quay phim để làm để chăm sóc lo thế này thế kia rồi ở ngoài thì nói chung là bỏ bê ông xã Nhung thì không đúng. Tại vì đó là cái bản tánh của mình rồi, mỗi người một tánh, nên là cô bác chị mình xem video nếu có gì không có hài lòng á thì cô bác chị mình thông cảm bỏ qua cho Nhung ha. Nhung nghĩ á, vợ chồng thì nương tựa nhau sống, vợ chồng thì cùng yêu thương chia sẻ nhau. Mỗi người có một quan niệm cuộc sống khác nhau. Nhiều người nói Nhung á là làm như có mình Nhung có chồng á, làm gì chăm sóc yêu thương mà làm gì lo lắng dữ vậy, giống như kiểu
làm hơi bị lố, hơi bị quá. Nhưng mà cũng xin thưa với cô bác chị ha, mỗi người có một cái quan niệm cuộc sống khác nhau ha. Riêng bản thân Nhung được hai vợ chồng được sống gần gũi nhau, được chăm sóc, được nương tựa, chia sẻ, an ủi, động viên nhau thì đó là một cái hạnh phúc. Và việc chăm sóc, quan tâm cho chồng thì Nhung thấy không có gì là xấu hổ, không có gì là gọi là quá lố hết trơn cô bác chị. Mấy hôm nay thì cũng uống thuốc trị gút, và bên cạnh đó thì Nhung cũng áp dụng một số bài thuốc nam của cô bác chị, mẹo này kia cô bác chị mình chỉ đó, ai chỉ gì Nhung cũng làm hết. Mình tin tưởng thì phước chủ mai thầy, cô bác chị không hết bệnh này thì hết bệnh khác, Nhung cũng hy vọng điều đó. Thì chỉ mong cô bác chị nào mà yêu thương vợ chồng Nhung, thì nếu mà cô bác chị nào có cái bài thuốc nào hay chị mà đơn giản, giống như tại vì có một số cái ở Mỹ không áp dụng được cô bác chị, một số cái ở Mỹ không có, giống như ở Việt Nam nhiều cô bác chị là chỉ là giống như uống nước dừa xiêm rồi cái này kia nọ, nhưng mà ở Mỹ thì chỗ Nhung á thì không có những cái vật liệu đó nên là rất là khó. Nhung chỉ thực hiện được những cái mà hiện tại có sẵn, đơn giản và dễ làm. Còn những cái kiểu giống như là khó tìm, khó kiếm á, thì ở đây không có làm được. Mà hiện tại bây giờ sức khỏe anh xã Nhung cũng khá là ổn rồi. Nhung cũng cảm ơn cô bác chị mình rất là nhiều đã yêu thương, quan tâm. Đây, ngon lành cành đào chưa? Sau 2 ngày luyện công. Sau 2 ngày, hôm nay là ngày thứ ba nè. Đó, ngon lành chưa? Hết sưng, ngoắc ngoắc được rồi đấy. Hết sưng ngoắc ngoắc được rồi. Mà cộng thêm cái cọng gân này á, cô bác anh chị biết á, đúng ra là nó hết rồi, nó không có đỏ giống gì đâu. Mà tại làm rớt cái điện thoại nó mới vậy đó. À, nói chung là uống nhà chắc nghĩ là uống dưỡng thuốc Tây rồi giờ uống thuốc Nam, uống lá này lá kia cô bác anh chị chỉ á, nên là bây giờ cái chân là đẹp đẽ ngon lành rồi, nhưng mà đi còn hơi bị đau cô bác anh chị. Thì chắc hy vọng là tiếp tục uống thêm vài ngày nữa sẽ hết, cầu mong là sẽ hết. Uống chừng nào mà hết cái vàng lá rau mơ của Nhung chắc là hết gút hết kiết gì luôn. Ôi ơi, nay đẹp gái rồi, dễ thương chưa? Nó hôm nay là cũng được khoảng 70-80% xẹp xuống rồi nè, nó bớt sưng, hết sưng cái đầu ngón cái, bữa nay là nó nhỏ nhỏ lên nè, hôm bữa trước nó bóng lưỡng luôn, hai ngón cái bằng nhau, Vẫn còn đen, nhưng mà nó bên vẫn trong còn này nó bị bị, dớt trên nổi. nhưng mà chỗ này giống như nó bị sậm màu hơn cái những cái chỗ khác rồi. Chắc nghĩ là nó không có xẹp đâu cô bác anh chị, nó sẽ lồi ra xương như thế này rồi cũng không biết làm sao nữa. Thì đây là kết quả sau 3 ngày uống lá rau mơ nè, rồi uống nước tía tô nè, uống tỏi nè, uống thuốc tây nè, rồi ngâm chân tỏi, rồi nói chung là các kiểu hết, rồi lau chùi alcohol này kia đủ thứ hết cô bác anh chị, ai chỉ gì Nhung cũng làm hết, áp dụng hết là sao. Chờ bữa nay chảnh chảnh ngoắc liền ngoắc liền, mà ngoắc chân kia chân này không ngoắc được, Hơi hơi giống nhịp nhịp được chưa đi được quá. chưa. Rồi nói chung vậy là cũng mừng rồi, nói chung là sẽ từ từ cố gắng, từ từ sẽ hết cô bác anh chị ơi, mong là sẽ như vậy ha. Năm nay là năm nói chung là không có may mắn, hai chồng Nhung gặp rất là nhiều chuyện luôn, từ hôm bữa trước mà đợt Covid anh xã Nhung bị Covid tới nay là giống như gặp đủ thứ chuyện trơn cô bác anh chị, mà chuyện không may, chuyện này chuyện kia đủ thứ, nhưng mà thôi thì giống như đó là một cái năm xu tháng hạn của mình, giống như sẽ cố gắng vượt qua từ từ ha. Nói chung cũng không có gì tổn hại nhiều, nhưng mà nó cũng làm cho mình buồn phiền bực bội trong người, thì nói chung là cũng đỡ hơn là những cái chuyện mà nó quá nặng nề. Vợ chồng Nhung cũng luôn cầu mong cầu nguyện để cho mau hết bệnh, Nhung cũng là đạo Phật á nên là Nhung cũng tin tưởng điều đó, cũng cũng niệm, cũng cầu nguyện, cũng cầu xin là chia tất cả mọi thứ được bình an, cầu cho hai chồng sức khỏe, rồi cầu cho tất cả mọi người trên thế giới này được sức khỏe dồi dào và có một cuộc sống bình an. Trong video ngày hôm nay, Nhung xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô bác anh chị em gần xa đã yêu thương, quan tâm, gửi những lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ. Và bên cạnh đó cũng cho Nhung những cái lời khuyên, những cái bài thuốc rất là hay để chữa bệnh gút trong xã Nhung. Nhung đã áp dụng và đến thời điểm ngày hôm nay thì anh xã Nhung đã khỏe rất là nhiều luôn cô bác anh chị. Ngoài việc uống thuốc tây nè, ngâm chân nè, uống nước lá tía tô, rồi uống lá mơ, nói chung là ai chỉ gì Nhung cũng làm hết, thì đến thời điểm hôm nay thì cái chân của anh xã Nhung xẹp rất là nhiều, ảnh đi lại được rồi cô bác anh chị. Giống như là ví dụ anh đi gần gần là anh đi không có cần nạng cần tó nữa. Tại vì mới có 2-3 ngày thôi, thì hy vọng hết tuần này thì anh sẽ khỏe lại. Thì Nhung cũng xin cảm ơn cô bác chị mình rất là nhiều. Sáng sớm hôm nay gió quá chừng gió luôn, nên Nhung đứng nói chuyện mà hơi bị ù ù ù. Có thể là chất lượng âm thanh nó không được tốt, cô bác chị mình thông cảm nha. Thôi thì đến đây Nhung cũng xin phép được khép lại video tại đây. Chúc tất cả cô bác chị mình xem video vui vẻ. Nếu mà yêu mến hai vợ chồng Nhung thì vui lòng cho Nhung xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ Nhung, và nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới.
Giờ Nhung xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị em mình trong những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.